Rồi Sơn xin chào cả nhà mình nha. Chúc nhà mình xem tin vui vẻ và an lành luôn. Thì hôm nay Bonsai Hành Kim Sơn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo một cây sam hương thành phẩm luôn nha mình. Thì sam hương nó là một giống cây du nhập từ Đài Loan. Thì anh em hay gọi là sam hương Đài Loan. Nó là một dòng cây rất chi là dễ sống, rất chi là dễ... Nói chung là nó thích nghi điều kiện rất là dễ luôn. Đó. Nhưng mà nó có một cái đặc tính là cái lá của nó có mùi hương. Nhưng đối với người mà chưa quen á, thì nó là hôi. Nhưng mà khi mà quen rồi thì nó có một cái mùi hương. Nên là người ta gọi là sam hương đó nha mình. Và nó có một cái đặc tính nữa là khi mà ban đầu á, cái lá của nó rất là to. Để Sơn lấy lá cho nhà mình cùng tham khảo luôn nha. Đây nhà mình tham khảo đây. Cái lá ban đầu của nó như thế này. Nhưng có ai nghĩ được là khi mà cái lá này nó không còn thì nó sẽ ra những cái lá nhỏ như thế này không? Nó rất là ngộ luôn, nó rất là hay. Đây. Khi mà nó không có lá, khi mà mình bỏ cái lá lớn này đi là nó sẽ ra những cái lá nhỏ như thế này. Nó nhỏ hơn cái lá sam núi luôn nha mình. Đó, có những cái nó rất là nhỏ luôn. Nó rất là hay, ví dụ như điển hình là cái cây này. Đó. Lá nó nhỏ nhất thì cũng nhỏ hơn lá sam núi nhiều luôn á. Có cái thì nó cũng bằng lá sam núi, có cái thì nó cũng rất là nhỏ luôn. Đó. Mà cái đặc tính của nó rất là khỏe luôn. Như cành cỡ này là mình dăm là nó sống hết. Đó. Mình dăm rồi cho nên là cái dòng này sau này sẽ có rất là nhiều tác phẩm đẹp. Đó. Nhưng mà Đài Loan thì họ có rất nhiều tác phẩm đẹp rồi. Nhưng mà Việt Nam mình thì cũng mới du nhập cho nên là cây nó... Nói chung là bây giờ là rất là nhiều nhà vườn đang ươm. Và đang ủ rất là nhiều, đang trồng rất là nhiều. Đó, nên là sau này sẽ nó là một cái phong trào. Tại vì nó cũng tiềm năng cho bonsai rất là nhiều. Đặc tính của nó rất là dễ. Đó, cho nên là nó hay cái là lúc đầu là lá nó lớn như này. Cái này là vẫn nhỏ nha, có nhiều cái nó lớn bằng cái những cái lá mà nó tốt đó, nó bằng cái bàn tay của Sơn luôn. Đó. Nhưng mà lúc đầu Sơn cũng nghĩ vậy, nó gì thì mình làm bonsai mini làm sao mình làm. Nhưng cuối cùng là được, nó hay, nó có một cái đặc tính rất là hay đó. Đó, cho nên là anh em đã tận dụng nó và làm bonsai rất là nhiều. Nhưng mà nó ban đầu á, cái cành nó cũng cứng nha. Nhưng mà quan trọng là mình phải dìu. Mình dìu nó đi thì sau này nó mới tạo ra những cái co đẹp. Đó, cho mình xem tham khảo cái cây này nha. Cái cây này là không phải của Sơn, của ông anh làm cho Sơn. Ông này là cũng Sơn giao trách nhiệm mà làm kỹ thuật trưởng của vườn. Thì với đam mê, nói chung là đam mê, thì ảnh cũng học hỏi cũng rất là nhanh. Đó, ảnh làm ra cái cây này sau thời gian 3 năm nè. Này, rất là công phu luôn nha. Làm này rất là công phu luôn. Đây, mình xem bộ chi dâm của nó nè. Cây này thì... chuẩn bị đi dự thi hội hoa sung tỉnh Ninh Thuận nha mình. Nói chung được đi thi làm được duyệt tác phẩm đi thi là cũng là một cái hạnh phúc rồi. Còn cái vấn đề thắng thua nữa thì cái vấn đề đó là cái nhân duyên. Tại vì đối với mình là đẹp nhưng đối với người khác nó không đẹp. Đó là chuyện bình thường. Nhưng cũng dựa vào cái ban giám khảo nữa. Ban giám khảo họ thích cái tông gì nữa. Đó. Có những người thích phong thiên nhiên, có những người thích phong cây bài, hoặc là có những người thích phong cây quái. Họ chấm theo cái cảm tính nữa. Đó. Và với lại họ chấm theo cái tình cảm nữa. Đó. Nên là nó nói chung là được đi cọ xát, được du xung là đã vui lắm rồi. Cho đối với những người mà làm nghệ thuật về cái môn bonsai. Đó. Rồi Sơn xin giới thiệu với nhà mình một số
Vấn đề mà Sơn biết về cây sâm hương nha, Sơn chia sẻ với nhà mình như vậy luôn, sẵn tiện Sơn giới thiệu với nhà mình một cái cây sâm hương của ông anh chuẩn bị đi dự thi hội Hoa Xuân tỉnh Ninh Thuận nha. Và nếu nhà mình thích cái dòng này á, cứ sưu tầm nhánh cành dăm thôi, như này là dăm xuống là sau này có nhiều cái cây đẹp, làm mini cũng rất là ok luôn, từ mini cho tới cây lớn đều làm được hết đó. Nó rất là tiện luôn. Điểm cơ bản nó rất là dễ sống và rất là dễ thuần. Rồi Sơn xin kết thúc video tại đây luôn nha. Sơn xin chúc nhà mình thật nhiều niềm vui và an lành trong cuộc sống luôn. Và nếu nhà mình thương mến Sơn, cho Sơn một lượt đăng ký và nhấn chuông theo dõi để cập nhật những thông tin mới nhất từ Bình Sơn luôn nha. Rồi. Và nhớ nhà mình nhớ chọn tất cả các bài đăng của Sơn thì mình mới 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 thấy được hết những cái bài đăng của Sơn luôn nha. Rồi Sơn xin hẹn gặp lại nhà mình ở những video gần nhất luôn. Rồi Sơn thân chào nhà mình.